có được một công việc có thu nhập riêng, không phải dựa dẫm vào gia đình là mơ ước của tất cả những người khuyết tật. Trên thực tế, người khuyết tật hoàn toàn có thể sống độc lập, không có nghĩa họ phải sống tách biệt với gia đình, tự mình làm hết tất cả mọi công việc, mà sống độc lập ở đây là những người khuyết tật có thể quyết định cuộc sống của bản thân, sinh hoạt và làm việc như người bình thường với sự trợ giúp của người hỗ trợ chuyên nghiệp. Mô hình sống độc lập cho người khuyết tật được triển khai ở Hà Nội hơn 2 năm nay đã mang lại cho nhiều người khuyết tật một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một ngày làm việc của Lê Viết Tùng bắt đầu từ 7 giờ sáng. Công việc của cậu sinh viên năm thứ tư Đại học Mở là làm PA, tức là hỗ trợ cá nhân cho người khuyết tật. Sinh viên làm thêm là điều đã rất phổ biến, song công việc PA không phải ai cũng biết đến. Một công việc đòi hỏi sự chu đáo, ân cần và hơn hết là tấm lòng, thương người như thể thương thân. Thực ra cái công việc PA, người hỗ trợ cá nhân này thì thu nhập thì nói chung là cũng chỉ là một phần thu nhập nhỏ thì cũng có thể giúp đỡ được mình trang trải thêm một số cho cuộc sống và học tập. Nhưng mà cái chính là mình muốn giúp đỡ những người khuyết tật để họ có thể hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Hơn một năm gắn bó với công việc, cũng là hơn một năm Tùng chăm sóc, giúp đỡ anh Nguyễn Xuân Đoàn, một người khuyết tật nặng, không có khả năng đi lại. Những việc như thế này, ban đầu tuy có chút gượng gạo, nhưng đến nay đã trở nên thuần thục, đến mức hai người đã coi nhau như anh em trong nhà. Khi bắt đầu làm mấy cái công việc này thì mình mới bắt đầu nhìn nhận được thêm về những cái hoàn cảnh rất khác nhau trong xã hội. Và mình khi nhìn những tấm gương như anh Đoàn thì mình đã tự nhìn nhận lại bản thân rất nhiều. Mình cảm thấy PA cũng giống như một người bạn, tức mình có thể tâm sự, sẻ chia mọi buồn vui, có thể đôi lúc có thể là những chuyện về tình cảm. Đối với Tùng, anh Đoàn đúng là một tấm gương. Tuy mắc bệnh bẩm sinh khiến cơ thể cứ liệt dần, nhưng không vì thế mà anh Đoàn mặc cảm về bản thân, phó mặc cho số phận. Sau một thời gian mày mò tự học, anh đã mở được một trang web bán hàng online, tự kiếm được thu nhập cho bản thân và giúp đỡ gia đình. Kể từ khi mình tham gia vào cái phong trào sống độc lập của người khuyết tật và có người hỗ trợ cá nhân đến từ trung tâm sống độc lập Hà Nội, cái lúc đấy thì mình cảm thấy là mình đã có thể chủ động hơn trong mọi quyết định, từ công việc đến cuộc sống riêng. Nghị lực của anh không chỉ khiến gia đình tự hào mà còn khiến xóm giềng cảm phục. Bắt đầu từ đợt ý giờ là em sống nó hòa đồng, nó tư tưởng nó thoải mái, thế là nhà cũng yên tâm. Đấy cũng là tấm gương để cho các con tôi cũng bảo đấy cháu, các con nhìn xem. Đoàn, em Đoàn ấy là bị như thế nhưng mà em rất là cố gắng, rất là có nghị lực vượt mọi cái khổ, cái khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Nhờ có mô hình sống độc lập cho người khuyết tật, nhờ có Tùng, người hỗ trợ cá nhân, mà cuộc sống của anh Đoàn giờ đã hoàn toàn đổi khác. Anh Đoàn còn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội. Mới đây, anh vừa tổ chức thành công chương trình Cặp đôi hoàn hảo cho người khuyết tật, mang niềm vui, ý chí lạc quan yêu đời đến cho những người đồng cảnh ngộ.